Dạ, chào các bạn. Hôm nay Jim và các bạn ta cùng đi dạo biển bãi sau Vũng Tàu của Jim nha các bạn. Hôm nay nhiệt độ Vũng Tàu buổi trưa lên khoảng hơn 30 độ C một xíu. Bữa nay là buổi sáng thủy triều rút cho các bạn. Hôm nay ngày 26 tháng 2 năm 2020. Tâm tích ở những cái hang cát ở dưới cạnh bờ biển nha các bạn. Mình chỉ cần hút cái hang nó lên thôi.
Dạ, cảm ơn chị các bạn rất là nhiều đã cùng Jim ngắm biển bãi sao Vũng Tàu trong ngày hôm nay với chị các bạn. Hẹn gặp lại chị các bạn trong những clip tiếp theo.